Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp điều hành hoạt động hàng không trong điều kiện thời tiết sương mù, mây thấp ở các sân bay khu vực phía Bắc. Hai ngày nay, hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh hoặc bị hoãn chậm giờ. Tình hình thời tiết này còn có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 8 tháng 2, tức là 29 Tết. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi tình hình thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để có kế hoạch phương án hoạt động khai thác phù hợp, thông báo kịp thời và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển. Yêu cầu các cảng hàng không tăng cường bố trí lực lượng phục vụ, điều hành tại cảng, kịp thời giải phóng máy bay, triển khai các phương án xử lý trong trường hợp hoạt động khai thác bị ảnh hưởng do tác động của thời tiết. Và mặc dù trời đã chuyển ấm, vậy nhưng tại khu vực miền núi cao của tỉnh Nghệ An thì sương mù vẫn xuất hiện dày đặc kéo dài cả ngày, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông tại đây. Gần 11 giờ trưa, vậy nhưng sương mù vẫn rất dày, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông trên quốc lộ 16, đi từ xã Hồi Tụ vào các xã Bắc Lý, Bị Lý và Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Cảm thấy là nó khổ quá, đi qua một đoạn đường là nó cũng không muốn đi nữa, cũng muốn trở về. Còn tại tỉnh lộ 543, gần điểm nối với quốc lộ 16, đi từ khu vực Kỳ Sơn sang các xã Nhôn Mai, Mai Sơn, huyện Tương Dương, sương mù giăng dày, cùng với đó là mặt đường trơn trượt, dốc cao, vực sâu, nên việc tham gia giao thông ở đây bị hạn chế rất nhiều. Đặc biệt hơn, tại nhiều góc cua tay áo, mặc dù khoảng cách đứng rất gần, nhưng vẫn không thể quan sát các biển báo, vạch sơn, tiêu vè. Sương mù nhiều. Tầm nhìn không nhìn được xa, khoảng 5m, 6m đi nhanh thì xe không đi được. Theo thường lệ, thời điểm cuối tháng Chạp hàng năm cũng là khoảng thời gian liên tục có các đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa cho khu vực miền núi cao. Bởi vậy, ở khu vực miền núi, đặc biệt đối với các huyện biên giới như Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, nơi có địa hình phức tạp, độ dốc cao, sương mù gần như bao phủ cả ngày lẫn đêm. Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên Đán, các đợt không khí lạnh liên tục tràn về. Vì vậy, người dân khi tham gia giao thông ở khu vực này cần chú ý quan sát, hạn chế tốc độ, chủ động xử lý tình huống, đề phòng va chạm giao thông do tầm nhìn bị hạn chế.